hôm nay chúng tôi thi đấu với đội tuyển nữ Nepal, mặc dù giành chiến thắng nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Tháng 4 vừa qua, chúng tôi đá 2 trận với họ tại Nepal, phải nói so với thời điểm đó, bây giờ đội bạn rất tiến bộ, huấn luyện viên Mai Đức Trung nói. Đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam nói, chúng tôi gặp khó khăn ở hiệp đầu khi đối thủ đá phòng ngự rất chặt chẽ. Họ kèm người chắc nên đội Việt Nam không thể khoét sâu vào yếu điểm của đối thủ được. Sang hiệp 2 chúng tôi phải thay người, dùng người có kỹ thuật tốt và tốc độ như Thanh Nhã, Vạn Sự để tạo đột biến. Thực tế chúng tôi đã chơi tốt hơn, phá vỡ hệ thống phòng ngự của đội bạn. Đội hình Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao, các bạn trẻ thay thế các chị lớn vẫn cần có thời gian để trưởng thành. Tôi nghĩ dần dần các bạn sẽ khắc phục được hạn chế này. Giao thời là điều chúng ta phải chấp nhận, không phải lúc nào cũng đủ lực lượng tốt nhất. Trong bóng đá có thời điểm có người chấn thương, phong độ không tốt. Ở thời điểm này, tôi mong muốn các bạn trẻ sẽ đạt phong độ cao nhất để tiếp nối các chị, ông Mai Đức Trung nói. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 ngày phục hồi và chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển nữ Bangladesh vào ngày 25 tháng 9.